rồi 81 rồi. Giờ anh à? Ừ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có. Không cần hết trơn rồi. Nói rồi. Rồi anh chị hai nha, ở đây nha. Chưa coi. Tại tôi không vô chỉnh ra. Đâu 94 rồi. Nãy mới ghi bàn bên trái nữa. Nãy giờ cầm còi thấy chưa thấy hỏi gì luôn. Ôi,
qua nó bị nhanh quá. Vô đi em. Vô. Từ em đi. Quay lên. Từ từ. Quay lên em từ. Vô xuống mấy cái nữa gì? Vũ ở đây, vũ tách biên ra. Nhìn biên. Đúng rồi, nhìn biên. Xoay lên biên. Bên lên em, bên lên. Chống lại chị quá. Nó nghe hoài. Em tẩy mày. Bảo. Tẩy gì quá. Đúng em. Đó, cái gì tẩy cái ai. Thằng Vinh dập chân nó kìa. Bao cái bảo. Bí lắm á. Không có bao. Cũng biết nè. Mà nói đúng rồi, mình đi lên. Kêu là 5 mét chứ phải luôn vậy. Thank you.
chạy kéo mà. Đây em thấy đi đi đi. Hello em. Đó xin như vậy à, nói chuyện thôi à. Chứ mấy này em quên mà. Ừ, chắc nó đá dưới đường, nó phải đá từ mỏng mỏng rồi. Oh, boy.
giết muỗi. Tài ơi, Tài, 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 rồi từ dưới này rồi ok quay lên tốt em kêu cầu của anh kêu cầu mà bức cốc hai vòng sổ đùi rồi không từ cái buổi thứ tư tới giờ rồi lấy gì chùm đá chưa chùm đá lấy cái thau bỏ đá vô xong rồi ngâm chừng cho nó đủ giờ dâm sao thầy ngâm tới đây mà cái thùng nào bự bự xíu á bỏ đá vô xong đổ nước vô xong rồi ngâm hết cái giòn rồi